Hôm nay là phần lòng gà phá lấu trứng non. Thì chúng ta được đây này miếng gà. Trứng non được có 1 cái à. Đây là 3 trứng cút. Anh chọn. Tôi đang canh gác, anh chọn gì? Gác gì? Nãy giờ là đang dọn dẹp sơn để có lại chiến địa để tụi mình hoạt động. Thật ra là chỉ cầm thôi. Chứ cũng không có gì làm gì nhiều hết. Bây giờ là gần trưa rồi. Hai xin chào mọi người, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Film Food Travel. Bây giờ thì nói chung là gần tụi mình sắp lấy lại được cái sân thượng để mà quay cho mọi người xem rồi, cho cái phong cảnh nó phong phú hơn. Ngày hôm nay thì buổi trưa nay mình thèm cơm gà quá. Thì bây giờ là Phú sẽ lên app để đặt cái món cơm gà xối mỡ. Mình ăn thử coi như cái địa điểm này. Một địa điểm mà Phú cũng đã từng quay rồi, nhưng mà Phú thấy là trong tình hình dịch này nè, họ cũng cập nhật một số món cơm với giá cũng rất là ok. Thì Phú sẽ làm chụp ảnh thử xem cái phần cơm ở đây nó như thế nào, để gửi đến cho mọi người và các bạn cùng xem và cùng tham khảo nha. Bây giờ trước khi xem tiếp, mọi người nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe để ủng hộ Team Food Travel. Cảm ơn mọi người và các bạn rất là nhiều. Ok, ngày mai tiếp tục lại quay được ở sân thượng rồi. Đã trở lại góc ngồi thân quen. Thì bây giờ Phú đã bày biện hết rồi, một lát nữa mình chắc là sẽ xếp lên dĩa. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ. Thì cái quán mà Phú nói là từng ăn đó chính là quán gà Chính Quý. Thì hiện tại là Phú thấy là họ có để là trên Baymin, Go Việt hay là Now là có cái bán cái đang cái cơm. Nhưng mà hiện tại Phú vô Now và Baymin thì Phú chưa thấy cái đó. Phú search ở trên Go Việt đó, tức là Go Food. Phú bấm là cơm gà xối mỡ Chính Quý thì mình sẽ thấy được cái mới thấy được cái phần cơm đó. Còn không thì mình bấm cái mà gọi là gà Chính Quý thì nó chỉ ra những cái món mà họ bán bình thường, là những cái món gà, món xôi gì thôi, chứ không có món cơm ngoài cái GoFood này. Thì mọi người có thể vô đây. Thì hồi nãy Phú đã đặt tất cả là hai món, một món là lòng gà trứng non và một phần cơm đùi gà, rất là cái đùi gà 1/4 luôn. Thì hiện tại là quán đang có giảm. Thì mình đã lấy cái phần là 49.000 là 1/4 gà đùi số mỡ, còn cái cơm hai đùi gà là 40.000, còn đùi gà với trứng là 35.000 đó, cộng lại thì chưa đủ 100, cho nên mình đặt cái một phần cơm rong biển là 5.000 nữa, đủ 100 để xài được cái voucher giảm 50% của họ. Giống dĩ cho một phần cơm là họ có cho một cái hộp canh rong biển nữa. Rồi bây giờ là Phú sẽ bày biện ra. Rồi mình đã bày trí xong, thì mọi người xem phần cơm và phần đồ ăn ngày hôm nay như thế nào, mọi người cho mình cảm nhận nha. Thì ở đây dĩa cơm á thì không có salad, mình lấy thêm salad thôi. Thực ra dĩa cơm chỉ có 3 miếng dưa leo và cái cải kim chi, hình như họ làm theo kiểu dạng kim chi một tí xíu đồ chua. Quay một dạng đó ra cái đùi gà 1/4. Cho thấy nó hơi bị sao, nó bị thiếu thịt ở ngay chỗ này. Không giống với hình ảnh nha lắm. Không biết chắc nó chiên bị teo rồi hay sao. Đây là phần canh rong biển. Đây là một phần 5.000 thôi nha, mình mới đổ có một hũ vô à. Chưa có đổ hai cái đổ vô nó tràn. Còn cái phần này là phần lòng gà phá lấu trứng non. Thì mọi người thấy thì chúng ta được đây 3 miếng. Hai miếng gà. Trứng non được có 1 cái à. Đây là 3 trứng cút. Cái phần này giá đúng là 61.000. Cái gì? Cái này gà luôn. Đúng rồi, cái này trứng non nè. Giá đúng là 61.000, hiện tại quán đang giảm là còn 49.000 cho một cái phần này. Mình nghĩ là nếu mà cái phần này mà không biết là phải là do dịch thì họ giảm theo cái phần ăn hay không, chứ nếu mà đúng mà 61.000 với phần này nó sẽ hơi ít.
À, mình nghĩ nếu mà 61.000 thì chắc nó họ sẽ thêm một ý vô. Còn phần người 49.000 thì cũng hơi đắt. Hơi đắt một chút xíu. Có giảm thì nên nó sẽ đỡ. Đó. Rồi. Bây giờ thì Chấp Phú và Mèo xin mời cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món cơm gà xối mỡ và lòng gà phá lấu trứng non canh rong biển. Mình làm miếng canh cho nó đơn giản xíu, canh này chỉ có 5.000, không có thịt bằm, chỉ có rong biển thôi. Cũng được, hơi thiếu ngọt tí xíu, mặn mặn. Rồi bây giờ ăn cái gì ta, hoang mang quá. Ăn cái này đi. Thử thì mọi người thấy thì cái này như là ở đây họ sử dụng cái dầu điều và cái màu điều và sa tế, cho nên cái nó đậm cái màu cam hơi nhiều. À, hồi nãy mình tưởng có phá lấu, cái này là coi như là làm theo kiểu phá lấu. Cái nước ở đây hôm nay là nước y chang nước phá lấu. Phá lấu mà để dạng phá lấu nước phá lấu ăn bánh mì ấy nha, chứ không phải là dạng phá lấu mà chúng ta ăn dạng phá lấu mà chan vô bánh mì để mình kẹp ăn á, chứ không phải là cái dạng phá lấu mà chúng ta ăn bằng chén nước. Rồi chén cúc thì không có gì, thôi ăn này. Dai sạch. Hay là tim. Tôi thấy có một cái tim. Nó lâu đậm đà. Ăn bánh mì chấm kèm thêm. Cái này mình gọi thêm thêm chơi. Bỏ cái trứng vô đây nha. Cho nó đẹp. Cũng là cơm. Cơm quá trời luôn á. Cơm hơi nhiều. À, mình đây là cái thực tế khi mà nãy đựng cơm thì để cho mình mọi người thấy thì ở đây đó sử dụng cái màu điều với lại sa tế á, cho nên cái nó đậm lại nhìn nó hơi nhiều nhiều chứ không phải là dầu nhiều đâu, mà cũng là dầu từ sa tế nên cũng hơi nhiều. Nó cũng có vị rồi đó, mà mặn nhẹ nhưng mà cũng vẫn còn hơi lạc lắm mọi người. Nó cho mình nước tương với tương ớt nè, mình chan nữa thôi. Nước tương với tương ớt à. Này thì em ăn cơm gà quá nên mình đợi đặt thôi mày. Cái này đồ chua nha. Đồ chua này ngọt chứ không có chua. Chua ngọt. Chua ngọt chứ mới được chua. Đồ hơi ngọt. Nhưng mà mình thấy nó ngọt hơn, dễ ăn. Đây là cái đuôi gà 1/4. Nó hơi teo so với trên hình mình thấy. Nghe coi. Đó. Ở đây á, mình thấy là họ nói là cái menu của họ là ở đây là sử dụng cái gì? Gà ta tam kỳ. Không biết tam kỳ là tam gì. Thầy ở đâu? Chưa tìm hiểu. Ừ.
không có ướp gì nhiều. Dạ. Trời, cái tương ớt bên đây ăn nó ngon hơn. Dai dai chứ không có giòn. Dạng mà giòn nhẹ nhẹ nhẹ, lúc mình cảm giác mình nhai nó có cái độ giòn mỏng ở ngoài thôi. Mà cái đùi gà nó hơi teo rồi, thịt nó hơi ít. Nhìn thấy mọi người nhìn thấy không? Quá thứ lắm. Trên thịt mình thấy nó bự lắm á. Nhưng mà là hình thì chụp từ trên xuống, cho nên bây giờ là mình đã thực tế thì nó như vậy. Không biết là mọi người khi xem qua hình ảnh thì không biết thấy cái gà này nó rõ không ha. Chứ đây thì mình thấy nó hơi ít thịt. Mình ăn kỹ rồi. Thịt ít quá, cắn cái này vô xíu xương. Nếu mà để không phải là so nha, tức là mình so là những cái quán mình đã từng ăn á, giống như mới đây là mình có quay cái cơm gà tẩm mạch nha, thì giá là 25-30, nhưng mà cái đùi mình thấy cái đùi đó là nó bự hơn. Ở đó là thì họ xài gà Mỹ, họ nói là xài gà công nghiệp Mỹ cho nên nó bự, nhưng mà cái này nó là gà ta Tam Kỳ, nhưng mà mình thấy nó hơi nó ít thịt. Ăn thì có cái độ dai, thịt nó có màu hồng hồng nè. Nhưng mà nhìn qua hình ảnh thì rõ ràng là cái đùi này là có màu lên rất là đẹp nha. Mình không biết vị thì sao? Nó không có vị nhiều lắm, có cái màu nhưng mà nó không có ướp gì nhiều. Mình cũng chỉ ăn tương ớt à. Gà thì có độ dai nhưng mà cái chất ngọt của thịt đó hơi ít đó, mình cắn mới chút xíu hết cái đùi gà. Ngốc tư gì mà ít thịt vậy trời. Sao mà riêng về cá nhân ta, tao không có ăn không biết vị, nhưng mà tao thấy tao thích được cái cơm gà mạch nha thôi. Nhìn nó giòn giòn, nhìn nó khoái. Ăn cơm gà mạch nha bữa thấy ngon hơn á. Cái này ăn được hả? Tại vì sau khi mà quay xong thì mình cũng có, nói chung là cái khoảng 2-3 ngàn mình cũng ghé qua mua. 35 ngàn. À nãy quên quay cảnh mình rửa tay. Nói chung là có rửa, tại vì cứ lu bu quá mình quên quay. Giờ rửa thêm lần nữa. Đang ăn rửa. À đang ăn rửa luôn. Sao làm vậy? Mình đang chờ thử nước phá lấu với cơm ngon. Thanh niên ăn hết gà còn cơm. À bình thường mình ăn là ăn cơm là trừ gà đó. Những rau đỡ ngán. Cơm đây á, mọi người nhìn cái phần này chưa trang đó, màu nó rất là đẹp, nhìn nó rất là ướt. Đúng mình nó cũng hơi ướt thiệt, nhưng mà không ai ướt dạng nó nên là mình ăn mình cảm giác nó mềm cái cơm á. Cho nên mà ở đây sử dụng cái màu điều và sa tế cho nên ăn nó cũng hơi ăn cũng ok, nhưng mà nó sẽ dễ ăn. Cái cơm này nếu mà có thể là dễ hơi ngán vì nó thấm sa tế nhiều. Cơm nó ít tơi ra cho nên cảm giác nhai á nó vẫn còn một chút xíu dính nhâm mình. Có chín non à, nãy giờ đang chưa đánh giá chín non. Chín non thì chín non thì bé béo rồi, bột hay là không bị bột hay chín luôn, chín mà ở trong không phải là dạng bị bột. Nói chung là
Phá lấu ok. Chỉ là cái là nó hơi ít thôi. Là trứng non mà sẽ cho thêm 3 trứng cút trong đây thì cũng là trứng. Còn miếng da cút miếng cơm. Rồi, chắc là bây giờ mình chia sẻ luôn. Rồi mình hăn cho nó chơi bữa nay đổi không tí tí xíu. Nói chung để xét về gà chính quý á, thì mỗi lần mình, hồi kỳ mình lần mình ăn cái mạc á, gà nói chung là những cái nước sốt ăn gà rất là ngon. Nhưng mà khi mà họ sử dụng, họ bán bây giờ trong cái mùa dịch, họ bán với món cơm này á, thì nó chưa được, nói chung là gọi là tuyệt vời xuất sắc hẳn. Ăn thì được, giá thì nó sẽ hơi nhỉnh á, nếu mà họ không giảm thì rất là mắc. Và gà nếu mà hồi nãy mình không gọi hai phần á thì cái phần này là mình ăn không có đủ rồi đó, tại vì cái đùi gà mình tưởng nó bự 1/4, nhưng mà nếu mà tính ra 1/4 vậy cái thịt gà ở trong này nó ít và nhỏ quá. Rồi hên là có món này cứu giúp qua. Ok, hy vọng thì công chuột bạch ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin để cho mọi người có thể tham khảo kỹ lưỡng. Nếu mà ai ở gần đó vào hoặc là có lướt thấy cái món cơm này thì mọi người cũng sẽ có cái lựa chọn để mà mọi người chọn được cái món phù hợp với mình ha. Đây, rất cảm ơn cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã theo dõi clip từ nãy đến giờ. Thì nói chung là vẫn mong là con COVID này nó đi sớm. Chứ thực ra mình nghĩ là mọi người ở nhà thì cũng bức bí, ngay cả những người mà như làm nghệ thuật như tụi mình đó là nó càng bức bí hơn nữa. Nên tụi mình là thích đi ra ngoài, thích này nọ thoải mái, chứ còn bây giờ là thực sự là làm ở trong nhà vậy nè, nó rất là nhiều thứ phức tạp luôn, nó gò bó, nó ức chế lắm. Đồ ăn thì nói chung là nấu đồ ăn á thì tụi mình cũng sẽ cố gắng tìm hiểu và nấu để gửi những cái clip nấu ăn gửi đến cho mọi người và các bạn. Mà tại vì cũng hơi phiêu lưu, tại vì cũng phải tính, tại vì kênh mình trước giờ là review ẩm thực, cho nên bây giờ làm một cái chủ đề nấu ăn á nó cũng là một xoay một cái chủ đề khác, cho nên nó hơi bị đăng á nhiều khi nó cũng không có được view cao, mình phải tìm hiểu cái món nữa. Rồi có buồn không? Thì cũng hơi buồn, trong này là giờ tình hình chung mà cả thế giới chứ đâu phải mình không. Mà có buồn lắm không? Buồn lắm thì cũng ở buồn. Rồi, cảm ơn mọi người, các bạn rất là nhiều. Nhớ câu slogan của nhóm nha: trải nghiệm chính là cách sống tốt nhất. Và đối với món ăn thì nó sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những clip hấp dẫn kế tiếp.